Đây sẵn đây mình mới làm chỉ cho nè. Cái cục thao ga này anh bạn là ảnh ở Xịt Cờ Đỏ. Anh dặn cái này á nó bị tuôn răng rồi. Nên giờ gỡ ra không ra mà ấy không vô không vô. Khi mình dặn cái này á mình phải xả cái cốt mình lên mình lấy ra cũng được hay hoặc ấy, còn bây giờ đè dặn vô mà không ấy dặn cho nó tuôn răng, bây giờ nó muốn ra cũng không ra mà vô không vô nè. Lấy này rất là khó. Đấy rồi có hai phương án. Phương án thứ nhất á ta râu gan dặn là mình dặn ra. Mình dặn cái này thúng xuống. Mình dặn này thúng xuống rồi mình mới mới xây đặng cho nó đội cái cục thao cái răng lên. Còn hai là phải cắt ngang. Cắt ngang cái này nè. ok Ừ, đặng mình mới lấy ra chứ đâu phải. chết này Đã. Chưa đang tính. Đó, vậy nó mới thốn, mình dặn ra nó mới thốn, nó cảo như cảo lên đó. Rồi mày mới mặt mai lên chứ còn không biết cứ dặn hoài nó quay vòng vòng nó không à, nó đâu có ra. Kẹt răng thao này nè. báo bây giờ Rồi, đó vậy á, anh em thấy không? thốn nữa Rồi, nó thốn nhờ mình dặn cảo nó thốn lên. Nó răng nó cháy hết nè. Nó quay nó cháy vòng 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 cái răng này đó. Nên thành ra nó cứ quay vòng 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 mà ra không ra mà vô không vô á. Đó, nên thành ra làm rồi cái này cũng phải biết. Con này là khó trị nha, con này một hồi là đó. Cái nó bị đó. Xì dầu là xì dầu. Nên thành ra trước khi làm á cũng cái máy này của anh Lợi ở Cờ Đỏ nè. Anh lắp cái tin này nó tráng bên này. Nó tráng đầu bên này. Nên cái ti nó quay là thường nó bị chạy đang chạy về nó dính cái ti, nó không bơm. Mà nó bơm cũng không được, nó cái máy này đúng ra thì theo như mà mình kiểm tra thì mình thấy bật đạn cam ảnh rơi. Gối heo ổng không biết ảnh làm sao ảnh đi đẩy cái hành ti á, ti cái hành trình của ảnh lên rất là thấp. Nên một hồi mình phải cung cấp đồ cho ảnh là mới vô cái được chứ vậy là ảnh về ảnh chạy không được. Mình thay cho ảnh cái ti mới nha. Ti Kumba. Đây. Cái ti nó đâm con bên. Ti tán con bên à, ti mà ráp vậy là chạy dễ bị dính ti lắm, đang chạy nóng lên có thể nó tính dính ngang cái nó không chạy hả. Nên thành ra mình ủa mà sao bị vậy bác vậy? Ráp, ráp cái cục này nè. Nó chèo. Cái cục này mà ráp không mấy cái răng cái nó giãn hay nó nghiêng đồ vậy đó. Cái còn bóp ti, tán ti. Nên bắt mình làm cái gì mình phải có cái kỹ thuật mình mới biết chứ còn nhiều khi lâu lâu mới gắn cái đâu có biết làm sao gọi là ra. Tán sao lại nói dễ dễ không mà gắn gì. Nè cái ti người ta ráp vô người ta phải cảm nhận nó nhẹ đều hết vậy nè, thay cái ti đều nó nhẹ vậy là mấy mấy còn cái ráp mà không có không cứ biết chặn ốc không thì đâu có được gọi là chưa có được. Rồi như công đoạn hồi nãy á mình lấy ra nè những cái mạt thao nè, mạt thao dính trong này nè mình gian ra là nó dính như thế này đây nên quay đâu có ra nên đó. Nhưng mình phải dùng cái công thức hồi nãy á, mình lấy là mới ra được á, cứ còn ở nhà không có cái mẹo đó đâu có biết đường nào mà lấy. Giờ mình thay cho cục thao giăng ma khác thì cục thao này nó tuôn rồi, nó tuôn răng rồi mà vậy là nó ngồi có chừng nó xì chừng răng nè. Không xì, cái này cũng bình thường do cái lông đền mình kính thì nó ok. À thay lông đền luôn. Lông đền mình mà kính nè, lông đền này ngon lành mà hai mặt còn tốt. Nè. Rồi này sao kiểm tra được chân găng ta, nó có cái dụng cụ kiểm tra riêng phải không? Mình làm mình bắt vô đây rồi đi ngược dầu lên. Ta làm biến là rồi. Nó chế được nhưng mà làm biến quá. Chế không chế chưa? Có chưa? Chưa. Chế không chế chưa? Chế cục vậy. Đó, khi dặn cái này phải xả cái này lỏng lên nè. Rồi mình mới dặn xuống, còn cứ để hay đội ở dặn xuống thì nó phải bứng cái răng tuột liền ha. Chứ hàng nữa dặn cũng cứng. Còn đâu mà không biết đi dặn quá trớn luôn thì nó cũng phải bị tuột nó. Mày về mày đục mày quá. Nó kêu quá, thấy không? Rồi lắc ok. Lắc nè, dao. Ok. Mình khi mình nhận đồ mình kiểm tra thì cái này nó có cái bét nè, bét thì cũng được cùng kêu mà đều rất là thấp. Bây giờ mình phải tháo đầm vệ sinh cây bét coi cây kiểm tra coi nó nằm cái nhóm gì ha. Rồi cúp đi. Rồi cái ốc vậy dầu xài mót. Rồi tháo ra.
nhớ cái đó. Ừ. Đã rổ bắt cỡ nào cũng xì hết là vậy. Nè, mình thay cho đầu bếp là ớt Sơn Đông nè, ha, logo của Sơn Đông mình 5 ly đó. Bởi vì cái này tới 90 á chứ phải 80 á, tôi xin thay cho mình 6 ly đặng ít hao. Con này đây là mình chỉ thay 5 ly cho đủ dầu chảy để này khi nó lụp bụp mới mình chỉnh thật. Cái đít này nè, ừ. Nó, ha, nó le nè, mình đang sửa để hiệu chỉnh lại cho không được thì mình thay cái khác nha. Rồi. Được thấy cũng được. Ừ. Nó lâu ngày là nó mấy cái này nữa, nó lạc thì cứ mua bét về gắn vô không nó chạy đâu có ngon. Ừ, mình phải làm theo đúng cái kỹ thuật của mình mới được. Rồi, ok. Đặt thử cái này vô coi. Rồi, để mình thưa dùng con máy thử gây bét lên đồng hồ mình mới biết coi nằm nhóm gì. Máy đít này cho bằng đâu nè, đằng sau dầu hồi đồ nó không gái á. Rồi, cái này thiếu cả khúc từng khúc coi. Này mới có chừng 20-30. Đưa vô vậy là mình thấy là nó nhẹ nè, nó chỉ mấy chục à. Cái này phải thêm miếng canh vô. Bây giờ nên nhiều khi hỏi người hỏi canh bao nhiêu đâu có biết cái cỡ đâu mà trả lời. Tùy theo nữa. Ừ. Rồi cho cao thấp đồ đậu giấy này nọ kia chứ. Đó. Tầm 10 đó, thường miếng canh là thường đó là cái tầm miếng canh là muốn đủ liền ha. Ok liền. Cái này nó hơi cao, tầm 3 nên miếng canh này dày để mình lấy miếng canh mỏng hơn tí. Lấy hai miếng 5 gem là mình vô thành ly nè ha, còn tầm mốc đúng. Ví dụ mình nó thực tế vậy chứ cứng được hơi nhít lên chút à ha. Bung bốc bốc rồi. Rồi. Rồi được, bung. Rồi cái Sơn Đông nó rất ngon lành. Rồi rẻ mà ngon ha. Ừ, rẻ mà ngon.